Chị đợi trong xe chứ chị không có đi vô phòng đợi để làm biếng á, mới cấp trên xe rồi ngồi trên xe đợi luôn. Em chào chị Thủy. Vậy xịt nước cho nó tươi lên được không anh Hoàng? Em cũng không biết làm sao để nó tươi lên nữa. Chị đã ăn xôi rồi, bây giờ chị đang ăn xôi cách đây nửa tiếng, bây giờ chuẩn bị uống thuốc cho nó ho, mà sao nó chưa ho nữa. Ăn xôi rồi. Chị ăn xíu xíu à. Thank you.
ở quận 2. Chị quê ở quận 2, ở Nguyễn Thị Định. Xin tình yêu về lại quanh đây, cho trái tim em thôi không giá băng. Xin nụ hôn về lại bên em, như khi ngày em có anh. Chị quay ở quận 2, ở ở đường số 30, ở trên đường Nguyễn Thị Định. Qua ngày mai chẳng còn mưa rơi, cho yêu thương quay về đây. Xinh quá. Ôi cảm ơn bạn. Chị quay MC là chị mập á, không phải chị ốm đâu, kiểu 2 kg á, đang chuẩn bị phải ốm lại thôi. Tôi không dám mang về lại bên em, như khi ngày em có ai. Qua ngày mai chỉ còn đôi ta, quên hết đi anh bao nhiêu đắng cay. Qua ngày mai chẳng còn mưa rơi, cho yêu thương quay về. Hello bé Linh, khỏe không? Xin tình yêu về lại quanh đây, cho trái tim em thôi không xa lạ. Xin nụ hôn về lại bên em, như khi ngày em có ai. Qua ngày mai chỉ còn đôi ta, quên hết đi anh bao. Đang bán cà phê hả? Đang ở quán hả? Hello Phương Bùi. Chẳng còn mưa rơi, cho yêu thương quay về. À, chị lái một mình đó mà. Ồ, vậy là con. Trời ơi. Mới được quay đây. Dạ đang đi quay. Bữa nay phát cơm hả? Sao không nhắn cho chị? Chị đây, chị chưa có coi lịch được, tại vì lịch xa quá, chị phải đợi lịch của đoàn phim. Nhà bé Nhung chưa được quay luôn, đi cho sớm vô xong rồi lần nào cũng ngồi đợi hết. Chết rồi. Tối rồi, tại chị ngồi trong xe đó, thì muốn sáng thì chị bật cho nó sáng. Thấy không? Được chưa? Room đang ở Việt Nam hả? Vậy em nhắn cho room số của chị đi, nói room liên hệ với chị đi. Bé ơi.
Dạ cảm ơn chị Thu Hằng. Sáng chưa cưng? Thôi mà tối tối vậy đi cho nó đeo mặt Phật tử diện. Sao thấy hay vậy? Ừ đúng rồi, chị đeo mặt Phật tử diện. Ngồi trong xe nhìn thế này mà không thấy cái xe thân quen hả cưng? Bà Linh 17 ở Long An phải không? Ok đi rồi, tại vì ngày đó chị cũng diễn ở Long An luôn, có gì chị chạy qua. Ngày sai cô đơn bóng em chúc con tim em ngóng chờ. Như vậy này em mới có vui hơn được không nè. Ôi sao như quảng cáo vậy. Mở đèn vậy nóng quá à. Bớt lại nha. 12 tháng 7 em vô Sài Gòn hả? Chị có lịch tới 14 rồi. Chị có lịch tới 20 thì chưa. Em vô bao lâu bé Nhung? Hello Trần Gia Mỹ. Chị đã ăn xôi rồi, bé Linh nè, không có em đâu có ai làm đồ ăn cho chị đâu. Buồn quá hả? Đây, kể theo lời yêu cầu, nhưng mà chị có bài bè, không có bài. Ok, Mai gọi chị. Ủa? Ê! Mai hả? Tại vì ngày mai chị đi Bình Thuận, ngày mốt chị đi Bình Định. Được thì tối nay Rung gọi được không? Rung có bận gì không? Hello Peter. Quay quá không ai cho quay hết trời ơi. Thôi chưa có lịch Vĩnh Long. Chị chưa có lịch Vĩnh Long nhỏ ơi. Đến đây với em bằng thương em. Đến cho em tình yêu mới. Chẳng có chắc. Sao nó bị giật vậy? Trời chiếu sáng em bằng tia nắng. Ê đứa nào làm mặt nổi giận á. Nữa như thiên thần trong giấc mơ. Ờ bữa nay tụi nó bỏ chị hết rồi. Tụi nó chơi chị đi một mình rồi. Buồn vậy không? Chị đi tới 17, 16 chị mới về lại thành phố. Chủ nhật 16 là thứ mấy? Không biết nữa. Thứ 7 chủ nhật là ngày bao nhiêu? Chăm sóc đó, em lên em chăm sóc chị đi. Thấy lâu hình thương. Ừ, cho mấy bữa rồi. Thank you.
chị đi Bình Định với lại một bà em của chị nữa, một bé trợ lý nữa. Có ai ở Bình Định không? Có ai đón tôi không? Niềm tin em không còn đi chị ha. Sẽ tìm. Niềm tin em không còn nằm ở nơi đâu. Không phải nghe bài này đi. Bạn lâu rồi không nghe nè. Anh còn đợi em. Còn còn thêm. Hello, hello Sơn Trường, hello Tuyết Huỳnh. Xỉ cái máy lạnh vô thì nó ho mà bỏ ra thì nó nóng. Trời đất ơi, thiện quý thành phố bạn ơi. Bạn có bị mộng du hay ảo tưởng gì không? Ở đâu rồi tôi ở bên con trời? Huy đâu ở đây? Huy ở Mỹ mà. Ừ, chị diễn ở gì? Đập Đá Bình Định. Em có cần ở đó không? Giọt nước mắt kia cũng không rơi, ước gì còn có anh bên cạnh em. Em có ra chơi với chị không? Vương Quỳnh. Sáng nay con radio hết mất rồi à, mọi người không nhớ chị sáng nay con radio, con lớp radio trên FM 99.9 à. Mà sao anh đi quá nhanh mà em cũng giữ đi. Hay nhủ, tại chị ngồi trong xe đó. Ơi chị đây. Thái, chị vô được chưa? Ok, Vi Lê, chị gọi được đó. Chị hát chứ chị đâu có quay. Chị hát. Ừ, chị diễn ở Bình Định. Trời ơi, lâu lắm rồi nghe lại bài này. Vẫn cảm xúc dạt dào quá hỉ. Lê Huyền. Gọi lại đó. Không đưa với MC luôn.
Trời ơi, chắc tôi bị điên mất. Hiện quý ơi, Thanh Vũ ơi, tôi không có trong nhóm mắt ngọt. Trời ơi là trời. Có chỉ Phiêu theo nhạc mà em. Phiêu được biết đấy. Vậy em về quê đi. Về quê gặp chị đi. Để cho em. Của MC MC Home Shopping. Chị không có thời gian xuống, chị phải chạy về liền để tốn thời chị phải diễn ở thành phố rồi. Trước mắt không còn em ơi, ngày lại trôi với anh vậy thôi. Nhìn bên nơi nào đã có tiếng nói của một ai, trước tiếng yêu cùng em đang đi bên người em mong muốn. Trước cơn mưa buồn rơi, ngước lên nhìn mây, rồi thấy sun sẽ qua. Hello, Julie Up, Phương.
Chị tự lái mà chị đâu có tài xế đâu. Hello Đàm Thu Trang. Bây giờ đang đợi vì MC làm chung với chị giờ mới tới. Còn đang make up ở trong nên chị phải đợi tiếp nữa. Bạn Lavi nghỉ học, bạn Lavi đi chơi.
sự nghiệp là bài gì? Sẽ còn bên nhau, thầm mong suốt đời. Ok, thôi để lần khác đi, chứ biết làm sao được. Hello Nguyên Nguyên. Chẳng nghe thấy gì nữa. Giờ nghe Noel cái nó sai, thì là sai hả? Cho nghe luôn.
Bình Dương. Ở Hello Thanh Hoa, cảm ơn Võ Thị Thu Thảo. Chị cũng đang vừa mới suy nghĩ đến chuyện tối nay chị vẫn thường mang mới đi ngủ chứ. Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Nguyễn Hoàng Thiên Thư, em nghe không? Vô quay rồi. Chào cả nhà nha. Bye.